Ok, hôm nay lại vào bắn cá tí đây. Hôm nay lại là bị mẹ cá lâu thế nhờ. Hôm nay sẽ tiếp tục làm ông lão đánh cá đây nha bạn, hy vọng sẽ bắt được con cá vàng. Vốn hôm nay là 14 củ thì tôi chỉ hy vọng là kiếm khoảng tầm 2 3 củ thôi. Tôi không tham mình em ơi, tôi không tham. Mỗi người một mục tiêu riêng, mục tiêu của mình là sẽ trong cái phạm vi cho phép thôi. Mình tham quá thì dễ đổ vỡ lắm anh em ạ. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ, mới vào thì cũng chơi thăm dò thì đã đừng vội, vội là đi đấy. Ok, chú cá đầu tiên 8 lít, tôi đủ hai ba củ tôi sẽ nghỉ anh em nhé, không kể là thời gian ngắn dài, cứ đủ đủ lãi là mình nghỉ thôi. Đấy, mình cứ bắn thăm dò đã, chưa vội nhá, chưa vội, mình đang lãi mà, lãi một củ này. Thì cá chép đi, cá chép này ăn là bú thêm củ nữa đúng là tuyệt vời, không đéo nổ rồi. Ui mẹ mày, đi theo là con rồng, con cá chép không nổ thì con rồng nó sẽ nổ anh em, cũng đéo nổ luôn rồi. Ở đây rồi, đấy rồi, đấy rồi, quá ngon, hai củ đấy. Mẹ mày thêm củ nữa đi, một củ nữa là sẽ dừng, ngon chưa anh em mày? Đấy, vào làm tí 2 3 phút là chưa đến 2 phút luôn. Nãy giờ chắc là mới 1 phút luôn đấy. À, lại hai củ rồi. Bỏ. Cá nào bắn lâu quá mà đéo nổ đấy anh em, bỏ đấy nhá, chứ đừng có tham. Em cứ đu theo nó là gãy đấy. Thôi xong, em ăn được con rồng đi. Mẹ mày vừa dừng lại thì nó bú ngay. Mẹ cay nhá. Cá sấu ra này, cá sấu này có ăn được không đây? Cá sấu này theo cái đường đi này thì cũng có thể đấy, cũng có thể đấy, cứ bố đi, ưu tiên bot anh em ạ, ưu tiên bot. Tôi không biết ở đây là cái tiêu chí chơi của anh em như thế nào, nhưng tôi chơi tôi cứ ưu tiên bot thôi. Nhiều anh em hay bắn cá nhỏ, anh em bảo là các bạn cá nhỏ nó dễ nổ, thì đúng là nó dễ nổ rồi, cá nhỏ nó dễ nổ đúng rồi. Đây rồi, tuyệt vời ông mặt trời, lại ba củ dừng lại luôn, đéo chơi nữa đúng không? Đấy, đơn giản thế thôi, mình tham làm cái gì, mình cần gì phải 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 bon chen làm gì đâu anh em đúng không? Bây giờ tôi sẽ vào tôi chơi 1k anh em ạ, tôi chơi mức 1k đúng không? Mình cần gì mình phải bon chen vào đời làm cái gì anh em. Rồi đây rồi đấy, bây giờ vào chơi thế này thôi đấy đúng không? Chơi nó phải khôn chứ anh em, chơi nó phải khôn chứ, chơi mức 1k thì đến bao giờ mới thua được. Đúng chưa? Bây giờ gọi là chơi vì đam mê này đấy, có 2 lít làm vốn rồi, mình cứ đủ cái mục tiêu và là mình dừng thôi, ai muốn làm gì thì làm. Cái quan trọng nhất đây anh em ạ, cái đấy mẹ anh em đừng nghĩ đơn giản, nhiều người đã bắn rất là hay nhưng mà cái lòng tham của anh em nó quá lớn ấy. Đấy, lòng tham nó quá lớn dẫn đến việc là mình đéo thể dừng lại được, thề luôn, cứ ăn được rồi muốn ăn thêm, giống giống cái trường hợp tôi vừa rồi nhá, trường hợp tôi vừa rồi ăn nhanh quá lại càng thấy dễ tham hơn đúng không? Đấy, bởi vì bắt đầu mục tiêu của tôi là 2 đến 3 củ nên tôi sẽ dừng ngay khi đạt được cái mục tiêu của mình, nó dần dần nó sẽ hình thành một cái thói quen đấy anh em đấy. Chứ bây giờ anh em mà cứ vào mà đi mình cứ hăm hăm vào mà dã kiểu này thì sớm muộn gì nó cũng gọi là tít tù mù ra ngoài đảo thôi anh em ạ. Rồi thì có lẽ là cũng khá là nhiều câu hỏi thời gian vừa rồi, đó là lựa chọn cá như thế nào, thì một câu hỏi mà tôi cũng đã ăn giải đáp khá là nhiều cho anh em rồi đúng chưa? Đấy, thì khi chơi ấy, theo cá nhân tôi đánh giá anh em nhé, là mình hãy nên tập trung vào những con cá lớn. Đây, ở cái bách khoa loài cá này thì anh em tập trung vào 2 hàng cuối cùng này thôi, 2 hàng cuối cùng này sẽ là mục tiêu của mình. Còn những cái hàng trên đấy nhá, ví dụ con này nhân 2 lên thì mình bắn 10k mất mẹ phát đạn rồi, ăn được 20k, lần lại 10k ai biết đâu mẹ mình bắn 5 7 phát nó mới nổ sao, phải lỗ không đúng không, mất thời gian chả được cái gì hết đúng chưa anh em. Cái đấy thì mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Ok đây đúng chưa, thế thôi đơn giản thôi, tập trung vào những con cá lớn thôi, cá bé chơi làm cái gì, cá bé thì ai muốn chơi thì chơi, mình cứ tập trung vào những cái lớn lao thôi anh em ạ. Ok đấy, như thế nãy giờ bắn như thế cũng lãi được 3 lít đi, lãi 3 lít được thầy đúng không, nhẹ nhàng đơn giản rồi, map này đéo chơi
bắn hai con cá to thôi. Mấy con cá bé bé này cứ để anh em chơi đi, tập trung vào những mục tiêu chính, giống như kiểu anh em chơi những cái bộ môn thể thao nhập vai, những cái game nhập vai anh em, như võ lâm này đấy, võ lâm truyền kỳ cái kiểu này đấy, thì anh em sẽ tập trung vào những con boss rồi đúng không, ai cũng thế, tập trung vào những con boss để ăn. Thì bắn cá nó cũng vậy thôi anh em, nó cũng là một hình thức như thế thôi, mình chả chơi với những con cá nhỏ làm cái gì. Tiếp tục này, chơi thêm một lúc nữa là sẽ dừng anh em nhé, chơi thêm một lúc nữa thôi, nhiều khi có đam mê quá rồi dẫn đến nhiều vấn đề không hay. Mỗi ngày thì mình chỉ dành ra, ui ngon nhờ, mỗi ngày thì mình chỉ dành ra khoảng tầm 7 phút đến 10 phút tầm đấy rồi, mình không chơi lâu đâu, mất thời gian anh em ạ, mất thời gian, mình cứ đủ mục tiêu là mình nghỉ thôi, ngồi rồi ra đi rồi mẹ mình càng ngày là dễ trắng tay lắm. Tôi rút ra nhiều kinh nghiệm từ những bài học trước rồi, chơi lâu là gì mẹ mình dễ ra đảo lắm, ăn chắc mặc bền thôi. Xem con rồng này nó có nổ không đây, con này nổ được 2 lít này, chắc không nổ rồi, nhưng mà không sao, đạn ít thì mình cứ giã thôi, đạn ít thì mình cứ giã thôi anh em ạ, bắn 100 phát mới có 100k chứ bao nhiêu đâu đúng không, 100 phát đạn mất có 100k đâu, ở đâu đúng rồi 100k, mình nếu mà nó nổ 100 phát đạn nó nổ thì mình vẫn lãi được 100k, còn nó đéo nổ thì chấp nhận thôi, chả có gì phải phải bàn cãi hết. Ui đi mẹ mình vừa dừng phát này nó ăn ngay luôn này, thầy hên đấy, mình vừa dừng phát nó ăn ngay kìa, hên đấy anh bạn ơi. Mẹ nướng thì cá sấu đi, em thấy không, chơi rất là an toàn nên là chả sợ anh em ạ, chơi như thế này thì bao giờ mới vỡ nợ được đúng không mẹ. Nhưng mà anh em cứ tính là mỗi tháng cứ đều đều mình 50 đến 100 củ thì chả mấy chốc mà giàu anh em nhé, không phải là nó quá giàu nhưng mà nó đầy đủ anh em ạ, chả thiếu gì nữa rồi, tháng mà cứ tầm 50 củ thì chi tiêu nó thoải mái rồi anh em ạ. Đấy, mình tích góp làm căn nhà nữa thì nó lại ô dề ngay thôi chứ còn gì đâu, rồng lại không nổ, rồng này nó sẽ nổ này, lại con rồng kia không nổ, rồng này sẽ nổ này, lại thanh niên cướp này, cướp làm sao được của tôi hả ông ơi. Đấy nó lại lên 17 củ rưỡi ngay, thì thôi có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây anh em nhé, như vậy là quá trình chơi nãy giờ thì cũng chốt được 3 củ rưỡi, quá tuyệt vời rồi, hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây anh em nhé, nếu như anh em có những cái vấn đề gì cần giải đáp hay là cần tâm sự thì anh em cứ bình luận trực tiếp ở dưới video nhá. Ok, chúc anh